Tuổi thọ hoàn toàn có thể kéo dài bằng việc xây dựng lối sống và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên, nếu vẫn đang tò mò về việc mình có thể sống được bao lâu, thì hai bộ phận này có thể là dấu hiệu dự đoán tuổi thọ của mỗi người. Quan sát hai bộ phận cơ thể đoán tuổi thọ và nguy cơ tử vong. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quan sát hai bộ phận trên cơ thể có thể giúp dự đoán được nguy cơ tử vong sớm và tuổi thọ một cách dễ dàng. Tuổi thọ hoàn toàn có thể kéo dài bằng việc xây dựng lối sống và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên, nếu vẫn đang tò mò về việc mình có thể sống được bao lâu, thì hai bộ phận dưới đây có thể là dấu hiệu dự đoán tuổi thọ của mỗi người. Nhìn võng mạc dự đoán tuổi thọ. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện mối liên hệ giữa tuổi sinh học võng mạc của một người và nguy cơ tử vong của họ. Theo đó, khoảng cách tuổi võng mạc lớn có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn từ 49 đến 67% do bất kỳ nguyên nhân nào, ngoại trừ bệnh tim mạch hoặc ung thư. Khoảng cách tuổi võng mạc cứ tăng thêm một năm, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào đó tăng lên 2% và nguy cơ tử vong do một vấn đề cụ thể, ngoài ung thư và bệnh tim mạch, tăng 3%. 51% người tham gia nghiên cứu trên thuộc nhóm già nhanh, người có tuổi võng mạc già hơn tuổi thật với khoảng cách tuổi võng mạc là hơn 3 năm. 28% người tham gia có khoảng cách võng mạc là 5 năm và 4,5% người tham gia có khoảng cách tuổi võng mạc là 10 năm. Các tác giả nghiên cứu kết luận phát hiện này chỉ ra khoảng cách tuổi võng mạc có thể là dấu hiệu sinh học tiềm ẩn của sự lão hóa, có liên quan mật thiết đến nguy cơ tử vong. Hình ảnh võng mạc có khả năng như một công cụ sàng lọc để phân tầng nguy cơ và đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp. Nhìn đôi chân dự đoán tuổi thọ. Sức mạnh của đôi chân cũng có thể giúp dự đoán nguy cơ tử vong sớm và tuổi thọ. Cụ thể, sức mạnh của đôi chân được đánh giá thông qua 3 tiêu chí, bao gồm số bước đi bộ mỗi ngày. Đi bộ rất tốt cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn, thậm chí có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA International Medicine với sự tham gia của 16.700, phụ nữ ở độ tuổi trung bình là 72 đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc đi bộ và tuổi thọ. Theo đó, trong thời gian theo dõi 4,3 năm, những người phụ nữ đi trung bình 4.400 bước trên ngày đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong so với những phụ nữ không hoạt động thể chất nhiều và chỉ đi được khoảng 2.700 bước mỗi ngày. Cứ mỗi 2.000 bước khi đi bộ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm sẽ giảm 10%. Tốc độ đi bộ. Bên cạnh số bước đi bộ, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đi bộ với tốc độ nhanh trong khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, mất trí nhớ và tử vong. Những người tham gia nghiên cứu có tốc độ đi bộ nhanh, trung bình từ 80 đến 100 bước mỗi phút trong vòng 30 phút có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người đã đi bộ cùng khoảng thời gian 30 phút, nhưng với tốc độ chậm hơn. Những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong thấp hơn 35%, nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư thấp hơn 25% và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 30% so với những người có tốc độ đi bộ chậm hơn. Việc đi bộ nhanh không bắt buộc kéo dài trong 30 phút. Ngay cả khi đi bộ nhanh trong khoảng thời gian ngắn, vào các thời điểm khác nhau trong ngày cũng đem lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể. Điều quan trọng là mọi người nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh hơn một chút so với tốc độ đi bộ bình thường. Khả năng giữ thăng bằng trong 10 giây. Một nghiên cứu do nhóm các nhà nghiên cứu tại phòng khám y học thể thao CLINMEX ở Brazil chỉ ra rằng những người không thể đứng bằng một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong cao gần gấp đôi so với những người có thể thực hiện động tác này. Nghiên cứu được tiến hành trên 1.702 người có độ tuổi từ 50 đến 75. 1/5 số người tham gia nghiên cứu không vượt qua bài kiểm tra đứng thăng bằng trên một chân. Tỷ lệ những người không thể đứng thăng bằng trên một chân tăng dần theo độ tuổi. Tỷ lệ tử vong ở những người không vượt qua bài kiểm tra cao hơn đáng kể. Nhóm này cũng có tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu và tiểu đường cao hơn. Những người không thể đứng thăng bằng trên một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 84% trong vòng 10 năm tới. Kính mong quý vị chú ý đến những dấu hiệu này để kịp thời nhận ra những thay đổi của cơ thể. Có kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ và theo dõi những bản tin của Cảnh báo Sức khỏe để luôn bảo vệ bản thân mình và người thân khỏi nỗi lo bệnh tật nhé.